Chào bà con nha. Thì hôm nay A Bằng cùng với anh em xã hội cũng vừa tìm gặp được trước mặt của vị đây là anh nông dân. Một trong những cái nhân vật mà anh xin là hôm nay là đi săn lùng để tìm. Để mà không biết xử anh này về cái vụ việc gì. Thì chào anh nông dân nha. Chào tất cả anh em. Thì đầu tiên là xin hỏi anh là cái tên của anh là anh nông dân thất học hay là nông dân thích học vậy? Tôi thì cái tên nông dân thích học nhưng mà Asin nó thì đặt cho là thất học. Và ngày hôm nay thì nói chung là cũng tụi em thì cũng quyết định là đi tìm anh á, đi săn anh cho bằng được. Thấy Asin tìm khó quá. Thấy Asin dùng Asin luôn. Tìm anh khó quá, hôm nay là tụi em quyết định xuống đây để mà tìm anh. Bắt gặp anh tại trận ngay tại chỗ này. Cũng có một vài cái vấn đề là muốn thay mặt Asin để hỏi anh, tại anh Asin đi tìm anh mà tìm xạo quá, tìm gặp anh trốn sao hay quá vậy anh. Chung ra thì mình cũng trốn lẩn quẩn nhưng mà không ngờ hôm nay ngồi uống cà phê gặp anh em thì làm ban đầu thì mình cũng sợ nha. Nhưng mà tới sau thì cũng biết thì anh em cũng nói chuyện với mình, hỏi số chuyện thôi chứ cũng không có là như Asin đi kiếm. Ở đây mình ngồi ở đây mình được phép nói chuyện với trò chuyện với anh em cũng như là để nói cho con chú anh chị biết. Thì cái bữa mà anh thấy em thấy là Asin với một số những người như chết heo đó là đi xuống tìm anh ngay cái chợ gì đó, là có đúng địa điểm nhà anh đó đó không? Không, mà mình đó là ở tại U Minh Thượng, tại chợ công sự huyện U Minh Thượng, mà hôm đó là Asin kiếm là bên An Minh Bắc. Từ cái chỗ của mình ở đi đến cái chợ đó khoảng 18 cây số. Là ở là ngày hôm nay anh gặp em ở đây, anh chia sẻ vậy anh có sợ Asin tìm anh không? Nếu mà bình thường á thì mình sợ. Bình thường á thì sợ, nhưng mà hôm đó mình thấy Asin đi tìm cũng nhiều anh em đi tìm nó, nói chung ra thì mình cảm thấy là tới cái đường cùng rồi thì mình cũng hết sợ luôn. Hết sợ Asin, chứ còn nếu mà bình thường là mình sợ. Thì sẵn đây thì ngày hôm nay á, là em cũng tụi em cũng đây xin phép hỏi anh nông dân thích học, nhắc lại nông dân thích học nha cả nhà chứ không phải thích học như anh Asin nói. Thì cái lý do gì sao mà anh với Asin lại có cái mâu thuẫn mà dẫn đến cái việc là Asin mà lúc nào cũng là lên để mà săn lùng anh, để tìm anh? Thì giờ cũng là do cái câu chuyện là đi quay YouTube, mà cái câu chuyện của chị Hà và Tấn Xà Lan đó, thì Asin á thì quay ở bên chị Hà, nhưng mình á là mình quay ở bên anh Tấn. Thì cái quan điểm của mỗi người á thì nó khác nhau. Dù mấy bên bệnh á thì Tấn Xà Lan, Asin nó thì vẫn nghi ngờ, nó lên kết tội Tấn. Thì mình ở mấy bên đây á, mình cũng có nghi ngờ là anh Tấn có thể không phạm tội. Nhưng mà hai cái quan điểm nó đối lập với nhau, nhưng mà từ đó Asin nó là có cái bản chất là giống như không muốn để cho ai phải đứng về bên phía của Tấn Xà Lan để nói lên những gì, tại vì Asin là đang dẫn dắt cái câu chuyện của chị Hà, có nghĩa đẩy cao trào lên, dẫn dắt khán giả. Thì từ chỗ đó là mình đứng ra và để mình nói kiểu như là mình minh bạch lại, mình minh bạch là vấn đề là Asin nói có hay không, chứ cũng không phải là mình vinh dực Tấn. Nhưng mà từ đó Asin là cảm thấy là mình nói Asin sợ bại lộ những cái hành động của Asin làm, từ đó là Asin phải đi kiếm mình để giống như là để ngăn ngừa cái sự mà để bại lộ của Asin. Ý là tính là tìm anh để ngăn không cho anh lên tiếng nữa. Đúng rồi. Không cho anh nói nữa. Đó là mục đích của Asin là như vậy thôi. Theo anh nghĩ là vậy. Và sẵn đây thì nói chung là tụi em thì cũng có theo dõi một cái chuyện của chị Hà với Tấn Xà Lan. Thì đối với anh là một cái người anh cũng theo dõi và làm những cái chuyện đó, thì anh suy nghĩ như thế nào về cái câu chuyện của chị Hà và Tấn theo những cái lời dẫn dắt của Asin? Cái câu chuyện của anh Tấn và chị Hà
Thì đó là một cái vụ việc đó, là ban đầu đó, mình cho là cái vụ việc, như đến cái thời điểm này nó vẫn là vụ việc là chị Hà chị nhảy xà lan. Thì sau đó thì anh Tuấn thì ảnh là một trên chiếc xà lan cùng chị Hà, tại vì nó có hai người à. Thì tất nhiên là anh Tuấn là một cái nhân vật là tình nghi số 1. Từ cái chỗ đó rồi cái lời lẽ của anh Tuấn phát ngôn ra, ảnh là theo mình biết con người của ảnh là cũng là khờ thôi, mình nói cái tiếng cũng hơi khờ và cũng không có cái lời lẽ mà để lập luận cho nó suông, không nói chuyện không có tình cảm đó. Từ chỗ đó là anh phát ngôn ra nó có rất nhiều để cho rất nhiều lời để cho cô chú anh chị mà khán giả người ta tiếp tục người ta tình nghi. Asin thì lợi dụng trong cái vấn đề đó, Asin đẩy cái câu chuyện xa lên đó, là dẫn dắt dư luận đó, là cho là phân tích ra những cái điểm này điểm nọ là Tuấn là có thể là người chính tay là ra tay với vợ mình đó, để cao trào cái câu chuyện lên đó. Thì mình phát hiện được cái vấn đề là Asin làm cái điều đó là không đúng, nhất là vô gia đình của người ta là chia rẽ cha con đó, thay tên đổi họ rồi vô rồi giống như xúi dục mà con cái để đứng lên nói cái tiếng là từ cha rồi trên mạng xã hội đó, là cái mình thấy nó nguy hiểm cho bé Linh rồi cả luôn anh Tuấn. Bởi vì trong gia đình đó là sau này bé Linh nó cũng phải chịu cái tiếng. Rồi anh Tuấn thì theo một cái cương vị mà người cha mà bị đứa con từ như vậy thì nó đau xót. Từ chỗ đó là mình thấy những cái sự bất công đó mà mình để mình nói lên cái lời là phải quấy cho anh Tuấn thôi, chứ không phải là mình binh vực cái vấn đề là ảnh là có tội hay không có tội, đúng không? Có tội hay không có tội, cái vấn đề có tội hay không có tội thì mình để cho cơ chức năng họ xử lý, đúng không? Họ xem xét, không chứ mình cũng đâu có quyền để cắt tội người ta đó. Và một cái điều nữa thì anh thì theo dõi này, thì anh có nghe được những cái tuyên bố gì từ phía của Asin liên quan đến câu chuyện của chị Hà không? Thì Asin nó là tuyên bố mạnh mẽ luôn mà. Nếu như mà Tuấn không phạm tội thì Asin là người đầu tiên đi ra khỏi đất nước Việt Nam. Đó. Mà nếu ai mà thấy Asin mà đi ra đường đó, là cứ lấy quần chồng trên đầu Asin. Đó là lời tuyên bố là mạnh mẽ của Asin. Asin còn nói kêu là lưu cái clip này lại, tất cả cô chú anh chị khán giả là lưu cái clip này lại để sau này để nói với Asin. Thì từ chỗ đó mình lưu lại đó, mình cũng lấy cái clip đó lên để mình nói đó, mình nói thì Asin nó thì cảm thấy là không chịu như là thoát ra. Mà Asin là hình như là có tuyên bố là sẽ cùng với gia đình của chị Hà làm tới cùng, sẽ đó, giúp đỡ hỗ trợ tới cùng. Nhưng mà tới giờ phút này thì anh thấy cái câu chuyện nó có tiến triển gì không? Asin là chỉ là một người quay YouTube thôi. Mình nói vào cái thời điểm lúc này á, là mình biết á, là Asin cũng chả có đưa ra được cái chứng cứ gì. Đó. Mà Asin kể luôn cái lúc mà đi tìm kiếm chị Hà móc câu móc gì đó là Asin cũng không có là giúp ích gì trong cái vấn đề đó. Asin chỉ là cái người đứng quay YouTube giống như thằng ngáo vậy đó, chứ còn cũng chưa hề là bỏ tiền ra mua một ký sắt hay là hoặc mua là một thước dây mà để đóng góp vô cái phần đi tìm kiếm chị Hà, cũng chưa từng đổ một lít dầu mà đi xuống ở dưới cái ghe mà để chạy đó. Nhưng mà đến khi phịch lên đó thì Asin đó là đứng ra, Asin dành công hết. Asin nói là gì? Cái đó là do Asin tìm đó. Bây giờ hồi trước Tuấn cũng có tuyên bố ai tìm được vợ thì sẽ cho 20 triệu đó. Rồi Asin thì cũng từng nhắc đến là sao không trả tiền cho Asin. Asin là người có công, nhưng mà mình thấy trong cái vụ này nếu mà nó có công là trước tiên nhất là cái chú ở Long An không đóng góp là cái ý kiến là để cho là gia đình của chị Hà là làm cái móc với cọng dây để đi tìm. Rồi thứ hai là gia đình của chị Hà và hàng xóm người thân của chị Hà để hàng để bẻ cái móc. Asin cũng chưa từng bẻ cái móc nào luôn đó, nhưng mà công thì không ai nói đến những người đó, nhưng mà chỉ là Asin dành hết.
anh xin đứng ra dành công để hưởng hết. Nhưng mà anh xin không có bỏ công. Nhưng mà đến không có bỏ tiền. Đến thời điểm bây giờ A Xin vẫn chưa có là làm cái gì giúp ích trong cái câu chuyện của anh Tuấn này, chẳng hạn như là đưa ra những cái chứng cứ cung cấp cho cơ quan gì đó để người ta là kết tội anh Tuấn, dù là một cái chuyện nhỏ. A Xin cũng chưa có, cũng chưa có hề có một cái buổi cuộc chở nào để mà cho gia đình ta đi làm việc, phải không? Đúng rồi. Cả về mặt giấy tờ hay là đường lối gì, đi như thế nào, cách thức đi thư gửi như thế nào, hoặc là đi là kiện cáo như thế nào, A Xin cũng vẫn là chưa biết. Chưa có một cuốc xe nào để chở đi ha. Chỉ là A Xin là đi đến gia đình là hỏi mẹ ơi, tình hình bây giờ nó sao rồi mẹ, đó để cho con là quay video thôi, là để đưa lên để trên kênh YouTube thôi, chứ thật ra là A Xin không giúp ích gì cho gia đình. Vậy là tóm lại là cái sự việc của chị Hà và Tuấn Xà Lan thì cái góc độ của anh là anh thấy là A Xin này là chỉ là quay YouTube và không có thật như những cái gì mà lời nói của anh ta nói, như là anh ta nói để dẫn dắt bà con thôi, cho nên là anh cũng có một tiếng nói để đứng lên để nói cho bà con hiểu rõ về cái vấn đề của A Xin, đúng không? Đúng rồi, rồi. Rồi sau đó là A Xin là mới là nói anh là về phe của Tuấn, đúng rồi, nó nhận tiền nhận bạc thì của Tuấn đó để mà lên nói và quyết là phải tìm kiếm anh để làm gì đó thì không biết, đúng không? Thì nói chung ra A Xin có cái bản chất là ưa chụp mũ người khác, có nghĩa chụp mũ, chụp cái danh từ chụp mũ là không cần anh phải giải thích, đó chỉ là chụp vô anh vô cái mũ là đồng bọn Tuấn, ăn hối lộ Tuấn, đó là bắt đầu là đưa lên cộng đồng, kêu cộng đồng là nói đây là cái thằng ác, binh kẻ ác là tức là thằng xấu, rồi bắt đầu là cho cộng đồng mạng như vậy. Thì A Xin là có nhắc cái vụ mà anh lấy cái quần anh chồng lên đầu của A Xin là như thế nào, anh có sẽ chia sẻ lại cho bà con. Thì cái lúc đó đó là đầu tiên nhất thì mình làm đó là một cái video để cảnh thumbnail. Đó, thì mình để là giống như một cây cọc dưới một cái quần, nhưng mà mình để dưới thôi chứ không có trọng đầu A Xin. Đó, thì mình nói để cái dòng chữ là mình nói ai sẽ nhận, tức là mình nói để Tuấn bên A Xin một bên, đó là nếu Tuấn thua thì Tuấn sẽ nhận cái còng, còn A Xin thua thì A Xin phải nhận cái quần. Từ cái đó là nó hơi nhạy cảm đó, từ đó A Xin là anh nói sốc. Sai rồi đó, nếu mà A Xin thua A Xin nhận cái quần với cái còng luôn. Không. A Xin tôi mới nhận cái quần với cái còng luôn. Hồi cấp đó thì mình chỉ nghĩ là A Xin là chỉ nhận cái quần thôi. Nhưng mà về sau này thì A Xin càng ngày thì A Xin càng dẫn dắt câu chuyện và lên tuyên bố hàm hồ đó, thì mình cảm thấy là có thể A Xin là vi phạm về bên pháp luật, thì có thể là sau này A Xin nhận luôn cái còng. Đó là cái vấn đề của anh. Mai giờ ví dụ như mà chia sẻ lên vậy là anh có sợ là A Xin là tiếp tục là đi tìm anh không? Thì bây giờ mình có sợ mình cũng phải chia sẻ. Có sợ thì mình cũng phải chia sẻ chứ, tại vì mình nói mà mình nói đúng thì thôi, chứ bây giờ nếu mà A Xin muốn đi tìm đi gì đó thì kệ A Xin. Nhưng mà nói chung là anh yên tâm đi, tại vì A Xin thì cũng đã có một lần rồi, nói chung là cái chuyện cũ thì mình không muốn nhắc lại, nhưng mà sẵn đây thì cũng nhắc để cho anh với bà con nhớ là lần đó thì A Xin cũng đến tìm người ta và tán người ta hai bọc tay rồi, lúc đó là cũng bị phạt một lần, thì cái đó thì nghĩ là cái chuyện đó là A Xin cũng không thể bao giờ quên được. Nhưng mà không biết thì sao A Xin lại tiếp tục, có thể là chắc bắt chước em quá, tại thấy em đi tìm này kia thích bắt chước em quá, chắc là vậy, giống như hồi nãy vậy đó. Thì nhưng mà A Bằng đồ này ghi với A Khang đồ với bánh mì đồ đi tìm á là tìm thật, giống như hồi nãy mình ngồi ở quán này nè, đó mình ngồi ở đây á mình uống cà phê ngồi nên thôi, nhưng mà bất ngờ không ngờ gặp mấy anh em chạy lại, nói chung ra bằng mình cũng hơi hết hồn, hơi sợ. Sợ anh nè, sợ chứ, đương nhiên vậy mà chạy lại kiếm, nhưng mà cái tìm á là tìm thật, tìm gặp. Nói chung với anh là bây giờ nếu mà ai mà tìm anh đụng tới anh cứ việc báo công an. Cái việc điện thoại với công an là tôi không có làm hết, mà đâu 3-4 người để tìm tôi, điện công an xuống để giải quyết. Em nói thiệt, cái ngày hôm đó mấy anh nó đi tìm anh là em cũng mắc cười. Ví dụ như là họ không biết anh ở đâu thì cứ việc đưa hình anh lên với cơ quan chức năng, lên địa phương gần đó đó, tôi cần tìm anh này lý do vậy 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 đó, chứ mắc mớ gì ra ngoài chợ để hỏi bà con nó làm gì. Không, A Xin nó khôn á, tại vì nếu mà đến cái địa phương của mình tìm á, ngay chăng cái chỗ mình ở, biết đâu đưa cái hình mình lên hỏi
như vậy biết đâu có khi ngay chú bác mình hay là cô cậu hay là anh mình đầu này kia hỏi tìm thằng này làm gì cái là A-xin là sợ nên là A-xin không dám đến cái địa phương của mình đó, là đi đến cái chỗ khác. Chứ nếu mà đi đến cái địa phương cái chỗ ở của người ta đi biết dòng họ người ta đó là ai, lỡ đưa ngay chăng cái thằng anh ruột hay thằng chú bác cô cậu hỏi mày tìm này làm gì, cái là căng á, mày tìm mình đánh nó hay là gì là căng phải không. Thành ra A-xin đó là diễn, nhưng mà A-xin rất khôn, phải đi xa cái chỗ mình ở để đưa cái hình mình ra tìm kiếm, nó là như vậy chứ không dám đến địa phương của mình mà để làm là cái trò đó. Mà hỏi thiệt anh là hôm nay là anh nhận mấy trăm triệu của Tấn rồi. Làm cái gì có, mình làm gì mình có nhận. A-xin nói anh nhận tiền hả? Đúng rồi, nhưng mà người ta nói thì nói. Chứ ví dụ mình là một cái người nông dân đó, mình đi làm YouTube, nói chung là mình chả có bản lĩnh bản lề gì hết trơn mà Tướng Sà Lan đưa tiền mình để làm gì. Chẳng qua là trong cái câu chuyện này mình cảm thấy là cái gì đó không phải đó, bất bình giống như là cho anh đúng nói lên thôi. Anh có theo dõi là gần đây thì câu chuyện của chị Hà đó, sau khi có cái bản kết luận pháp y thì như A-xin với chết theo thì im lặng lại, bớt nói, bớt tuyên bố mạnh lại, thì anh nghĩ sao về cái vấn đề này, tại sao A-xin lại trùng bước và không tiếp tục nói nữa? Bây giờ thì theo mình biết là với chích heo với A-xin này là cũng không hiểu gì bên pháp luật, không hiểu luôn đó, tại vì trong cái thông báo của quận Thốt Nốt mà người ta đưa ra, mà người ta kèm theo giống như đưa ra cái thông báo, nhưng mà người ta dựa trên cái văn bản số 52 của phòng kỹ thuật hình sự thành phố Cần Thơ, là trong đó là phòng kỹ thuật hình sự thì người ta có trách nhiệm là người ta phân tích, ta khám nghiệm về bên cái pháp y. Nhưng mà ảnh không hiểu, ảnh còn nói là về cái vấn đề là có thể là cái thông báo này là nó là cái dạng nó trôi nổi, là nó không có hiệu lực đối với pháp luật. Ảnh còn nghi ngờ, ảnh nói là nếu mà muốn biết Tướng có tội hay không là phải do cơ quan chức năng ra cái cơ quan điều tra đó ra cái kết quả ghê chài là có khởi tố hay không, là từ đó Tướng nó mới là không phạm tội. Thì dựa trên những cái lời nói đó thì mình theo cái hiểu biết của mình đó, nhận định của mình đó là cả ông Tiên và dạ xin này không hiểu về pháp luật. Nhưng mà anh nhớ là trước khi có cái kết quả pháp y thì A-xin đã từng nói rất là mạnh mẽ cái gì vấn đề pháp y. Đúng rồi, vì cái vấn đề không hiểu về pháp luật đó, nên là A-xin là không phải là nghĩ nói, là do là A-xin đó là biết là về bên pháp luật, nhưng mà A-xin đó là mình nghĩ là chỉ là bị mời đó, có thể là bị Tướng Sà Lan thưa không, là A-xin mời bị cơ quan chức năng mời lên hỏi cái việc liên quan đến cái vấn đề là thông tin đăng tải trên mạng xã hội đó, thì từ chỗ đó là A-xin là hơi trùng bước, cũng như là lo là những cái việc mình làm là sợ là dính dáng với pháp luật đó, từ đó là A-xin thì thấy hơi trùng bước, sợ ha. Anh nghĩ là sợ ha. Vậy là A-xin làm như vậy là mất niềm tin của những cái fan mà đang ủng hộ cho A-xin. Những cái farm của A-xin á thì cũng có một số là người ta đã biết ra rồi, thì người ta đã không còn ủng hộ A-xin nữa, nhưng mà cũng có một số người cũng vẫn còn đang là ủng hộ A-xin, là tại vì cái số người đó là theo mình biết đó là nó cũng hơi lớn tuổi rồi, là lúc đầu A-xin diễn á là lấy lòng được số khán giả đó, sau này rồi á thì họ không cần coi kênh của ai hết, chỉ coi của A-xin thôi, hỏi A-xin nói ra là nói ở đó là đúng, A-xin nhất, A-xin đỉnh, ủng hộ A-xin. Nhưng mà trong số cũng có một số rất nhiều là khán giả người ta đã hiểu được A-xin, người ta sẽ là không ủng hộ A-xin nữa rồi. Nếu như mà A-xin đúng tức là nói A-xin là đỉnh sự thật, thì A-xin ngày hôm nay là đâu phải im lặng như vậy mà phải làm những vấn đề như A-xin đã hứa. Như cái thứ nhất là đi xuống để mà lặn mò. Cái thứ hai là nói là sẽ cùng với gia đình mẹ chị Hà là khai quật. Cái thứ ba là nói là sẽ đi tới gặp bác này bác kia. Nhưng mà cuối cùng là bây giờ là hai cái vấn đề là khai quật với cái vấn đề lặn là A-xin đã nói là phải dừng lại.
vì lý do là mẹ chị Hà không cho, thì anh nghĩ sao? Asin á, mình nghĩ là cái vấn đề lặng á, là Asin chỉ làm cái video đưa ra để tiếp tục á, là đưa cho khán giả mình là để ủng hộ, nghĩ rằng á, là Asin sẽ lặng, nhưng mà cảm cản gì đó, đó xong á, là bị vạch trần cái vấn đề đó, thì Asin mới là đổ lại cái thứ hai là do mẹ chị Hà không cho. Nhưng mà theo em nghĩ là trước khi Asin mà lên tuyên bố là đi mò thì Asin phải xuống nhà của mẹ chị Hà và hỏi ý kiến mẹ chị Hà. Mẹ chị Hà đồng ý và chấp nhận cho thì Asin mới làm được. Nếu có như vậy thì sau này thì Asin đâu có cái tiếng nói là mẹ chị Hà không cho đâu. Không? Vậy là những cái clip trước là Asin mục đích là dẫn dắt để không like lấy clip đặng có tiền thôi. Đúng rồi. Chứ anh Asin là cũng biết trước rồi. Hay anh nghĩ là vậy đúng không? Đúng rồi. Đó là như vậy. Asin là diễn mà. Asin là nói cái gì chứ cái diễn là Asin nhất. Không, Asin sự thật mà. Sự thật. Chỉ có A Bằng với A Mì là chia sẻ sai sự thật thôi. Với An Ngân, A Trúc Ngân rồi đây là sai sự thật. Còn Asin là về mặt pháp luật hay là về mặt xã hội là Asin là mới giúp được. Mới giúp được thôi. Chứ còn A Bằng, A Mì, An Ngân hay mấy anh em xã hội đây là toàn mấy này toàn nói xạo không à. Toàn nói miệng không à. Em ủng hộ Bằng. Bây giờ những cái video á mà Asin á là đi quay những cái hoàn cảnh, Asin có giúp được mấy người đâu. Mình nói không có giúp á thì cũng không phải, nhưng mà thật chất ra là Asin giúp không được mấy người, đếm trên đầu ngón tay ví dụ 2-3, còn những anh em khác á, người ta giúp hàng trăm, có thậm chí là trên mấy trăm nữa đó, mà người ta không nói, người ta còn không có tự xưng là người ta là từng giúp hoàn cảnh nữa. Còn ví dụ Asin bây giờ mà đếm lại hết cái quá trình của Asin, đếm trên đầu ngón tay vô 1, 2, 3, 4 là hết đó. Nhưng mà Asin tại thôi, Asin không biết hậu thẹn, Asin là nói vậy thôi. Nhưng mà theo anh thì chứ cái góc độ của anh như một người nhìn ở ngoài thôi, giữa A Bằng, A Mì, A Trúc Ngân với mấy anh em ở đây và Asin thì nó cái độ dơ thì mà nó là làm YouTube tại em cứ câu like đi, thì anh nhận thấy là tụi em với Asin thì ai thật hơn? Bây giờ nếu mà mình nói A Bằng, A Khang đồ này kia, anh em ở đây thật, mình nói trên cái video của A Bằng đó, thì tức là người ta nói mình nịnh, phải không? Nhưng mà mình muốn nói giống như hồi nãy đó, thì cô chú anh chị cứ vô nhận định đi, cứ vô tìm kiếm lại cái video của Asin đó, giúp được bao nhiêu hoàn cảnh đó. Rồi tìm lại những cái video của A Bằng đó, rồi Trúc Ngân, A Mì hay là A Mì đồ này kia, coi người ta giúp được bao nhiêu. Đó, cái đó là để cho khán giả người ta nói đi chứ. Sẵn đây thì nói chung em cũng chia sẻ với anh một cái bí mật như thế này. Có thể là bí mật này thì chỉ có em và Asin biết thôi. Thì Asin là nói là tụi em là không thật, chuyên là đi lừa gạt khán giả. Nhưng mà chính Asin là đã điện thoại liên hệ với em đó, là năn nỉ em là kênh của anh lúc này rất là yếu, em có đi quay ở đâu thì đi theo và kéo anh với, giúp đỡ cho anh với. Đó là cái câu nói của Asin. Thì thật sự là em qua em xuống nhà của chị Giao thì em mới biết được một số cái vấn đề mà có người này này kia nói xấu em với A Mì rồi, với mấy anh em A Khang rồi nè, là nói là mấy anh em không thật này kia. Chứ mình cũng không nghĩ là nó lại như vậy luôn á. Lúc đó là anh em vẫn còn tốt đẹp với nhau, cũng chưa có gì. Nhưng mà thật sự là giờ là mới thấy được cái rõ bộ mặt thật của là cái người này. Thì như cái câu chuyện hôm qua đó thì Tiết Giao cũng có kể lại rồi trên cái video của Bánh Mì rồi. Thì vấn đề ai thật ai giả thì như thế nào đó, thì sau này thì Giao thì có thể là ba mặt một lời để nói lên, để cho cô chú anh chị, cho quý vị khán giả là biết, để có cái câu trả lời. Nhưng mà người nào không dám gặp là người đó là xạo. Nhưng mà mình nghĩ Asin không bao giờ dám gặp. Asin là xạo chắc. Nếu mà Asin mà bây giờ là chị Giao thì là trong lúc này đang cũng mang dạ chữa nên không có đi được đâu đó. Còn cái cô Hồng với Ngô đó là cổ vô cũng có thời gian cũng phải về rồi. Cổ cũng ở không để mà đi xuống dưới quán cà phê để gặp. Thì đáng lý ra là nó thật sự là góc nhìn của em. Hôm nay mà em đã có lùm xùm gì là em đã trực tiếp xuống để mà làm rõ vấn đề rồi. Chứ em không có im lặng, không có thiệt. Sao im lặng được? Giống như vấn đề nói mình không có là mình phải đi là đính chính. Dạ. Như tiền vé, tiền đồ, tiền bạc rồi kia nọ đó, mình có như thế nào đó thì mình không có thì mình phải đính chính.
Nhưng mà Asin thì ưa có cái lắp liếm, giống như bây giờ cái video mà của bánh mì là đưa ra đến chính là vấn đề là 3 cộng 1, đúng ra là bằng 4, mà Asin là tính chỉ có bằng 3 thôi, rồi trao tiền bằng 3 nữa. Đó. Nhưng mà cái video đó thì Asin không lên tiếng là đính chính. Nhưng mà đi đính chính là cái chỗ khác, đi đính chính là cái vụ 5 triệu cho em Giao, rồi với cho cái người gì đó ngoài đồng có thể là Asin nghĩ là tụi em đây đang nói về câu chuyện của chị Giao, đúng không? Có thể là Asin không hiểu, có thể không chặn tiêu quá. Asin không phải là không hiểu, nhưng mà Asin cố tình lấp liếm đi chỗ khác. Lấp liếm để dẫn dắt cho bà con ba câu chuyện khác. Bây giờ Asin nghĩ là khán giả của Asin, Asin nói là khán giả tin chứ không cần phải coi video của người khác. Bởi vì trong đó là Asin có nói là thấy Asin làm những chuyện rõ ràng, Asin từ đó tới giờ làm chuyện nào cũng vậy, cũng rất là rõ ràng. Nhưng mà những cái comment ở trong kênh của Asin thì cũng người ta cũng nói đúng rồi, Asin làm chuyện rất là rõ ràng. Có nguyện lực tốt thôi, xấu thì mất tiêu. Xóa rồi. 3 cộng 1 là bằng 4, nhưng mà Asin là 3 cộng 1 bằng 3 và trên tay là cầm 4 triệu. Nhưng mà chỉ phát có 3 triệu còn 1 triệu, ủa sao dư 1 triệu vì với ta, và cuối cùng cũng không phát luôn. Em cũng có liên hệ với con bé đó rồi, con bé đó là bé Ngân, quê ở An Giang, gần khu vực của Asin luôn. Thì nói ra đây thì không biết là Asin có xuống tới với bé đó để mà đính chính hay không, thì vấn đề đó là tự do Asin làm ha. Và Asin cũng đã từ chối giúp đỡ con bé đó rồi. Bữa con bé đó là có liên hệ là nó khổ, đang thiếu tiền gì đó, thì nhắn tin cho Asin. Asin nói là cái chuyện của con là gia tiền nhân hồ thì con tự giải quyết, thì chú không có trách nhiệm phải giúp con á, chú không có biết gì mà bé đang gặp khó khăn. Mà Asin là một người giúp đỡ hoàn cảnh bé đó trước, mà giờ Asin bỏ rồi, không biết Asin giúp cái gì. Xác nhận là 3 triệu. Là 3 triệu. Quay từ lúc mẹ bé đó còn sống, giờ mẹ bé nó mất rồi. Ở thay vì giờ mình đi mình đính chính cái video đó đi. Đính chính là với là bé Ngân ở đó, đó hôm đó là trao như thế nào, đúng có đúng là như đúng, vậy đúng không rồi. Chứ bây giờ mà đi đính chính lại cái câu chuyện của bé Giao đó là nó không đúng. Mà em nói là cái clip thì vẫn còn đó, nhưng mà khi mà xuống dưới thì không biết là ông mẹ em có tác động những bé đó không thì mình không biết, nhưng cái clip nó vẫn còn dần dần đó đó, thấy không? Cũng như cái vụ mà hai anh em mà đi xuống dưới quán cà phê của Asin để ngồi nói chuyện đó. Đó thì em thấy là hai anh em đó cũng đâu phải là dạng vừa đâu, nhưng mà khi mà xuống dưới rồi thì có thể trong cái màn hình thì mình thấy có mấy người thôi, nhưng mà ở ngoài thì mình đâu biết gì, tại địa bàn của chúng ta mà. Mà thực chất hai anh đó thì em không biết là có thể là vì cái mắt cái tình cái nghĩa gì đó xuống dưới để trả nợ thôi, chứ gặp em á, ủa mà thích thì tìm ta nè, thích đến nhà ta nè, hay là địa bàn ta địa điểm ta cho nè, chứ đâu có không phải chạy xuống nhà như lời cái yêu cầu của anh. Không, cũng khó. Mình hai thằng em đó, thứ nhất là cái thằng Kiến Cụ Bóc là cũng là được là Asin là giúp đỡ là về cái phần là giới thiệu cho tên kênh. Thứ cái thằng thứ hai á, là cũng do là được một cái người bạn là giống như cái người em của Asin giới thiệu qua nữa. Đó, hai người này bây giờ là phải cái thế kẹt, dù gì cũng phải đi lại giáp với Asin. Ở nhưng mà hai người này là mình thấy rõ ràng là cái vấn đề là không muốn nói, đưa ép qua ép lại không nói. Nhưng mà đó là trên cái video, còn ở ngoài đó thì không biết là tâm sự trước hay là hoặc nói đe dọa gì trước thôi, mình không biết. Mà bữa em có nghe là Asin là nói là sẽ đi tìm Tâm Ròm để ba bằng một lời. Mà Tâm Ròm thì về đây cũng lâu rồi mà chưa thấy Asin đi tìm, mà Tâm Ròm thì cũng ở dưới nhà chị Giao, mà kêu xuống dưới thì Asin cũng xuống. Asin thì cứ nghĩ là giống như là mình như hồi trước, là khán giả nó còn ủng hộ nhiều, giống như là lên tiếng một cái là có biết bao nhiêu người ta ủng hộ cả cái danh tiếng của Asin đó, là đi tới đâu là cũng có. Thành thử ra là từ đó là Asin đó là ưa có cái vụ đi tìm người ta. Còn bây giờ bản thân của Asin đi ra đường lơ mơ còn bị người ta chồng quần lên đầu, thành ra là Asin đâu có dám đi nữa. Có ra là như vậy, đi mướn xe đi không à, không đi như cái này là nó thay đổi đó. Là từ đó là Asin không dám đi. Bây giờ Asin đi ra đường là lơ mơ là gặp người ta là người ta lấy quần người ta chồng trên đầu, tại vì lời hứa của mình. Rồi thì nói chung là cũng cảm ơn anh rất là nhiều á. Ngày hôm nay thì anh cũng chia sẻ để cho bà con, tất cả bà con ở đây hiểu được cái vấn đề vì sao mà anh lên tiếng nói về Asin, rồi vì sao mà Asin phải đi tìm anh để cho bà con hiểu. Thì cũng rất là cảm ơn anh, em sẽ chia sẻ cái sự việc này lên để cho bà con đánh giá và nhìn nhận. Như là em nghĩ là chia sẻ lên thì rất nhiều bà con sẽ ủng hộ anh đó, tại vì mình nói chung là mình làm YouTube á thì không phải là mình ngồi xổm lên pháp lực, mình chia sẻ câu chuyện thôi, phải chia sẻ hai bên chứ không thể nào nghe một bên một phía được đó.
Rồi sẵn đem có gài nào gửi Asin không? Anh sẽ coi đó. Rồi thì Asin đó thì mình nói thôi chứ bây giờ mình gửi gắm gì nữa. Bây giờ mình cũng chào cô chú anh chị và cảm ơn cô chú anh chị đã xem qua cái video này. Đó thì hôm nay thì mình cũng ngủ cà phê đây, mình gặp dịp anh em là đi tìm đi kiếm gì mình đó thì gặp ở đây, thì sẵn ở đây thì thôi mình chia sẻ cái câu chuyện này lên như vậy. Rồi cảm ơn cô chú anh chị. Rồi chào anh.